cũng là bán đậu hũ thúi, một chỗ thì xếp hàng 2-3 tiếng vẫn chưa được ăn, còn một chỗ là tới là phục vụ liền ngay lập tức. Và bạn là người không có thời gian nhưng muốn trải nghiệm món đậu hũ thúi này thì đây là một lựa chọn thú vị. Và đây là đậu hũ thúi Ngô Gia, nằm ở cư xá Bình Thới, quận 11. Và tất nhiên đây là món đậu hũ thúi thì mùi vị đầu tiên của em nó là thúi banh lòng chợ luôn. Nếu là lần đầu tiên được ăn thì thật sự các bạn sẽ bị sốc vị giác liền. Nhiều khi bộ não của bạn còn chưa thích ứng được cái vị này là vị gì đó. Đó là các bạn ăn chưa quen thôi, nhưng mà nếu đã ăn 2-3 miếng mà cảm nhận quen thuộc rồi thì sẽ cảm nhận được mùi thúi sẽ trở nên bình thường, cảm nhận được không còn nghe mùi thúi nữa. Mà lúc này đầu lưỡi của các bạn chỉ còn cảm nhận được độ béo của đậu hũ, rồi vị béo lan tỏa lên cả mũi luôn. Nói chung cái vị béo này nó khác lạ cái vị béo các bạn từng ăn lắm. Ở đây cô chú chủ quán bán theo chuẩn vị của Đài Loan, bên nguyên công thức từ thời gian sống ở Đài Loan của cô chú về bán luôn. Vì là chuẩn vị nên cũng sẽ hơi khó ăn hơn, nhưng mà đã ăn được rồi là dính luôn. Đậu hũ ở đây sẽ được ăn kèm với nước sốt và kim chi. Cái môn này bán cũng kỳ công lắm, để đến tay được thực khách đó phải ủ tầm nửa tháng mới ăn được đó. Còn về lượng khách đó thì quán này cũng đông lắm nha, chứ không có vắng đâu, nhưng được cái phục vụ ào 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 ra là có món liền.